Còn một cầu Volvo siêu chắc đời 2021 thì đây là một chiếc xe ben Volvo một cầu quá tải nhá. Bên cạnh những chiếc xe ben hai cầu bên em có cả những chiếc xe ben một cầu. Xe ben hai cầu kia con 8.61 hai cầu dầu này. Đây là chiếc Volvo 7.7 một cầu đời 2021 phiên bản lốp 1000. Thùng này là thùng 6 khối rưỡi quá tải nhá, dài là 4m03, rộng 4m04, rộng là 2m28, cao là cao khoảng gần 75 phân quá tải. Tổng bản thùng là 6 khối rưỡi. Cabin này cabin kép. Đấy, cabin kép nhá, lốp 1000. Đấy, rất thích hợp trong các tài nào muốn gọi là chạy vật liệu xây dựng này, chạy cát đá sỏi, lấy về chạy ở khu vực đồng bằng hoặc là đèo thoải thoải. Đấy, xe này thì lưu ý xe một cầu nhá. Đấy, các bạn lưu ý giúp em là xe một cầu chạy lốp 1000. Và giá của chiếc xe này thì đang là 554 triệu đời 2021. Thành lý giá rất là rẻ thôi, và lăn bánh của nó thì đây rơi vào tùy từng khu vực thì bác tài cứ gọi cho em Hoàng 0383 368 18. Số điện thoại kèm giá lô của em. Đây là cái hình ảnh của xe tổng quan. Đấy, lớp 1020. Màu này thì là màu đặc trưng duy nhất của dòng Volvo siêu chắc nhá. Đấy, không hãng nào có, đây là màu duy nhất. Và đối với những xe đời 2021 thì là bên em là sẽ là hoàn thiện trước khi ra cho cái tài rất là đẹp. Đây có tài nhìn nó sơn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, hiện tại thì là bên em Hoàng đang tặng sẵn cho bác tài là cam hành trình nhá. Đây cái cam hành trình em Hoàng lắp cho bác tài này. Đó, một cái cam hành trình. Đây gọi là phần quà nhỏ nhỏ thôi để gửi tới các bác tài đặt xe vào của phía bên em Hoàng. Và đây là cái nút tắt mát này. Đấy, em Hoàng chủ yếu hôm nay lên giá xe cho bác tài là chính. Đấy, dòng xe này là dòng xe đời 2021, giá rất là rẻ, cabin kép, lên 1000. Em Hoàng sẽ vào nội thất này. Nó cái xe này thì rất là đơn giản thôi. Đó. Nội thất này. Số này là 6 tiến 1 lùi các bác tài nhá. 6 tiến 1 lùi. Đấy, 6 tiến 1 lùi. Cabin là cabin đơn nên là sẽ có giường nằm đằng sau. Rất là rộng rãi. Đấy, để mà bật mọi cái công năng lên thì em Hoàng sẽ bật mát lên. Và nổ máy cho các bác tài xem nhá. Đây là cụm đồng hồ truyền thống của xe này. Đấy, hơi đã đủ này. Đấy, cứ mà bác tài bật nguồn ấy thì những cái này này, cái cam hành trình này sẽ tự động hoạt động luôn. Ở đây là bên này là cụm đồng hồ truyền thống luôn, truyền thống của Volvo luôn. Đây là cái hiển thị tốc độ động cơ này, cái này tốc độ xe này. Đây những cái đèn cảnh báo này. Và đây là cái hai cái chúng ta có thể nhìn quan sát là thấy cái mức độ hơi của xe. Mức độ này thì hiện tại có thể đi được rồi. Nó bác tài là cứ gọi là ga thật mạnh. Đấy, khai thật mạnh đến khi mà xe nó xì hơi, xả hơi, xả nghe đấy là ok. Đây xe có rùa thỏ này, rùa thỏ này, có hơi còi điện này, nút cảnh báo và đây là nút cabin nhá. Đây là cái cam hành trình, cái cam hành trình nhá, cái tẩu để gắn cam hành trình vào. Hành trình nó sẽ chăm tiêu trên này. Đấy, cam hành trình đây là phần quà nhỏ nhỏ em Hoàng gửi tới các tài, chúng ta có thể chỉnh trực tiếp ở trên này nhá. Đó. Đấy thì đấy là một chiếc xe ben Volvo một cầu đời 2021 giá rất là rẻ thôi. Với tầm trả góp thì bác tài bỏ giúp em khoảng tầm 280 triệu đến 230 triệu tùy từng hồ sơ khu vực nhá, hỗ trợ cả cho doanh nghiệp nhá. Đấy, bác tài nào quan tâm gọi cho em Hoàng nhá, bên em có rất nhiều xe ben Volvo luôn và chuẩn bị sẽ ra mẫu mới vào tháng 1 rất là nhiều mẫu xe. Bác tài quan tâm đến dòng xe ben Cửu Long Volvo hãy đăng ký kênh nhá. Nhóm hàng cập nhật những cái xe ben mới nhất trong các tài. Xin chào.